sức hấp dẫn thấy rất rõ gì sau khi giết mổ, con vật này đem về doanh thu 1.400 hơn 32 triệu đồng, số tiền này gấp 3 lần thu nhập bình quân tháng ở Nam Ninh, nơi có trang trại cải tiến và phát triển heo siêu khủng. Theo các nhà khoa học, các con heo này nặng hơn một con gấu được bắt cực trưởng thành. Dường như đó, tại tỉnh Cát Lâm, do thiếu hụt nguồn cung nên nông dân sau đây cố gắng nuôi heo đạt kích thước 175-200kg, nặng hơn cân nặng trung bình của một con heo 125kg. Hiện nay, xu hướng nuôi heo khổng lồ đang lan truyền khắp giới kỳ vọng giải quyết nhu cầu thiếu hụt thịt heo, vốn dĩ là thực phẩm cần thiết bậc nhất của người dân. Giống heo khổng lồ của China. Ảnh Reuters. Trả lời hãng tin Bloomberg, ông Lin Vuofa, chuyên gia nghiên cứu của công ty phân tích Arikan Turerao, cho biết thêm xu hướng này đã hết giới hạn ở các trang trại nhỏ mà lan đến các triệu phú bậc nhất trong ngành chăn nuôi như Quen Phúc Túc, Cốt Comic hay Beijing Da Benong Technology. Họ đang tăng cân nặng heo lên tầm 30%, có nghĩa là một con heo nuôi sau đây có cân nặng trung bình 110kg bình thường sẽ gia tăng lên 140kg. Làm điều ấy đồng nghĩa với doanh thu cũng tăng tương ứng, ông Lin Vuofa nói. Số liệu này cụ thể cho biết thêm việc có mặt heo siêu trọng là điều tất yếu tại Giang Sơn đông dân nhất quả này.